Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tham dự hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá việc triển khai công tác y tế năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024. Theo Bộ Y tế, trong năm 2023, Việt Nam đạt 12.5 bác sĩ trên 10.000 dân, vượt chỉ tiêu được giao là 12 bác sĩ. Theo đó, trong năm 2023, ngành y tế đã hoàn thành 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu được Quốc hội giao, trong đó vượt chỉ tiêu được giao về số bác sĩ trên 1 vạn dân, tức 12,5 bác sĩ, đạt chỉ tiêu về số giường bệnh trên 1 vạn dân, tương đương 32 giường bệnh, đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 93,2%. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao. Theo Bộ Y tế, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật đã được tích cực xây dựng, từng bước hoàn thiện nhưng còn chưa đầy đủ. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế vẫn còn diễn ra cục bộ tại một số địa phương, cơ sở y tế. Nhân lực và năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của ngành y tế trong năm 2024 là tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, cơ quan, đơn vị ngành y tế. Các nhiệm vụ cần tập trung, đặc biệt năm 2024, bên cạnh việc xây dựng thể chế, thì việc tập trung triển khai các chính sách được ban hành cho có hiệu quả cũng rất quan trọng, như hướng dẫn thi hành luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, luật đấu thầu, luật giá.